Ok, chào tất cả anh em đam mê PCB. Đầu tiên em xin chúc tất cả anh em có một ngày buổi sáng thật là tràn đầy sức khỏe và kiếm được nhiều tiền thuận lợi trong công việc để tiếp tục đam mê con đường PCB. Hôm nay shop hạ PCB Aegon xin giới thiệu tới anh em đó là chì mềm mà bên em tự tự làm, tự sản xuất. Đây là bên em tự làm hàng handmade. Đây chì mềm, kẹo mềm nhé, kẹo chì mềm nhé anh em. Thì bên em làm kẹo mềm tự sản xuất thì có nhiều kích cỡ, đó là 5.5, 5.52, 5.54, 635, đầy đủ kích cỡ cho anh em lựa chọn ha. Đó, rất đẹp anh em ha. Đó, đó, chị mềm. Pin nào cũng đẹp anh em ha. Chứ không phải là những viên lỗi, viên sản xuất mà xấu bên em sẽ lựa chọn ra hết, chứ không có bán cho anh em những viên lỗi xấu hết. Đó, em bóc đại trong một hộp á, những viên đẹp này ạ. Chì mềm, giá thành cũng rất là rẻ chứ không có mắc như những loại chì khác. Nó em bóp thử nha. Đó, méo liền ha. Móp, móp liền, móp máy liền. Những mấy viên bóp này em giục nha, chứ em không có để lại chỗ cũ đâu, để lại trong hộp đâu. Nên anh em đừng có lo ngại về vấn đề đó. Vấn đề mà một viên chì cũng là công sức của biết bao nhiêu người sản xuất ra, và cũng là công sức mà anh em kiếm tiền để mua. Đó. Thì chìm hộp chì mềm có nhìn rất là nhiều kích cỡ. 5.5, 5.52 và 5.54, 635. Thì trên tay em đây là loại 5.52 anh em. Loại này thì đang rất là đang phổ biến trên thị trường làng PCB hiện nay. 5.52. Rồi. Thì ngoài ngoài chì mềm này, để em bóc lại thêm một nắm khác cho anh em xem nha. Cái bên nào cũng giống bên nào hết, đều là một khuôn da hết, chứ không phải rồi cỡ bên này thế này, cỡ bên kia lại thế kia, bên nào cũng giống bên nào hết. Thấy không? Đó, ngoài ngoài chì mềm này thì ngoài chì mềm này thì bên em cũng có chì dây, chì nhập, chì GSP, chì nhập nha. Đạn chì nhập đàng hoàng nha, chứ không phải là làm chì nhập công ty người ta nhập từ nước ngoài về. GSP nè, HM Hand bên em cũng có nha. Bên em cũng có HM Hand. Và vài bữa nữa em sẽ làm những loại clip chì đó cho anh em xem, anh em tham khảo. Review tất cả các sản phẩm mà bên em luôn để cho anh em tham khảo nha. Anh em hãy đăng ký kênh, nhấn vào nút subscribe và cái chuông để khi nào shop bên em lên clip review về những sản phẩm đó thì anh em sẽ được đón xem đầu tiên hoặc là xem sớm nhất anh em ha. Đó, nếu mà anh em muốn mua mua hàng và muốn tư vấn thêm, muốn hỏi giá muốn hỏi giá về những loại chì mà bên em bán, thì anh em xin vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo 0776223432 và luôn luôn có sẵn trên góc bên phải của video và trong phần mô tả của video anh em ha.
Đó, chơi loại này và về là bao mòn cương tuyến luôn, là cương tuyến được tốt luôn, là không bị mòn cương tuyến nữa. Một hũ này của nó thì sẽ có tầm 4 đến 500 viên, nặng gần 1 kg đó anh em, nặng 1 kg đó, nặng hơn 1 kg đó, cũng nặng lắm á, 400-500 viên. Rồi anh em muốn mua hàng thì xin với em liên hệ số điện thoại Zalo em nha. Rồi em xin kết thúc clip tại đây và chúc anh em có một ngày vui vẻ. Cảm ơn anh em đã coi clip. Rồi, chào anh em.